Cảm dạ vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài truyền hình SPTN ngày hôm nay Trường Thắng và luật sư Đậu Phú một lần nữa xin được trở lại với quý nhà trong phần bình luận tin tức của Đài truyền hình SPTN và xin chào anh Phú vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả Đài truyền hình SPTN, chào anh Trường Thắng. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả và thưa anh Phú thì hồi tuần rồi đó hôm thứ Năm thì ông Donald Trump đã bị kết án với 34 tội danh. Thì cái câu hỏi đầu tiên đó, dĩ nhiên là ông, ông Trump chắc chắn là ông kháng án rồi. Vậy thì theo nhận định của anh đó, thì ông Trump có kháng án thành công không? À, chuyện đầu tiên là chúng ta nói về bồi thẩm đoàn đó, là yeah. bồi thẩm đoàn 12 người đã đồng nhất sau khi họ nghị án và họ đã quyết định rằng là ông Trump là người có tội yeah. trong 34 nh những cái tội danh được đưa ra. Yeah. À, tôi thì tôi đoán Mới đầu tôi đoán là chỉ khoảng chừng 15 tội danh nên từng thắng là à. sẽ bị uh, bị bị kết án thôi. À. Và tôi nghĩ một nửa còn lại đó thì có thể là bồi thẩm đoàn sẽ là hung jury tức là ít nhất có một người trong số 12 người sẽ không đồng quan điểm với lại cái vấn đề nghị án của à, 11 người còn lại à. và họ sẽ bầu là tôi không có đồng ý cho ông này có tội yeah. thì tôi nghĩ là như vậy đó tôi nghĩ là có một bị một, một, một nửa thôi yeah. à, một nửa còn lại là hung jury cho nên sẽ không quyết định hết 34 tội danh nhưng mà nào ngờ là khi mà ra bộ tổng đoàn quyết định đó à, thì họ quyết định cũng cũng khá lâu đó nha yeah. à, hai ngày hai ngày thì nó có nó khi mà bộ tập đoàn nó quyết định khá lâu đó thì nó có một cái dấu hiệu đưa ra là họ nghĩ án rất là lâu là họ ngồi coi tới coi lui yeah. họ coi thử thật sự như vậy có tội không tại vì cái presumption về innocent tức là đặt cái điều tiên quyết là cái người này là người không có tội yeah. được đưa ra trong định chế hiến pháp của Hoa Kỳ yeah. đó là cái chuyện đưa ra như vậy vâng. và họ cần tới hai ngày đó họ định là chứ không phải là bản án mà ngồi xuống họ nói ông này có tội họ yeah. ngồi xuống họ suy, suy nghĩ đó họ vâng. có, có ngồi tranh cãi với nhau à, thì trong sau đó họ đã nghị án và họ nói là ông này có tội nhưng mà nhớ ở đây á bồi thẩm đoàn chỉ có quyết định là ông này có tội hoặc không có tội bồi thẩm đoàn không có được quyền cho ông này cái án cái à. án là do quan tòa quyết định quan à. tòa sẽ là người quyết định là ông này ở tù bao lâu à. theo như cái tội danh này và hình phạt ông như thế nào vâng. và tôi thì tôi nghĩ như thế này tôi nhìn vào cái tội danh dĩ nhiên ông sẽ kháng án anh từng tháng. Yeah. À, trong một cái phiên tòa lúc nào cũng có những cái lý do để người luật sư kháng án tại vì người quan tòa là giống như người trọng tài đó họ đưa những cái dữ kiện nào phán là được vô và dữ kiện nào không được vô yeah. và cái dữ kiện đó do luật sư họ đưa vô yeah. và họ nói là đúng ra phải cho người này nói chuyện hết 100% yeah. quan tòa có thể nói lại là không tôi chỉ cho người nhân chứng này khai ra có 50% thôi à Đó là những cái thủ tục rất là bình thường trong một cái phiên tòa mà luật sư làm vấn đề hình sự làm mà đi cãi ngoài vận đoàn đó họ thường thường họ đưa ra để họ cãi yeah. thì các luật sư trong cái phiên tòa này họ làm tôi thấy phía bên defense tức là phía bên uh, bào chữa của ông cựu tổng thống trump làm pretty good job yeah. tức là làm cái công việc á, uh, rất, rất là tới nơi yeah. cái vấn đề chính đặt ra là bồi thẩm viên họ có tin hay không có thôi à dạ, vâng. anh nói gì anh nói hư nói gì hoặc là anh nói đúng hay nói sai hoặc là anh nói có phẩm chất hay không hoặc là anh nói tầm bậy đều do người bồi thẩm đoàn họ quyết định và họ đặt những cái lời khai chứng cớ đó là có uy tín tức ở nào nhiều người cho rằng bồi thẩm viên là những đảng viên của dân chủ anh tin điều đó không? Tôi không nghĩ là, là như vậy. Trong à, hai bên đều có quyền lựa bồi thẩm đoàn cả. Tức là phe công tố và phe bào chữa, cả đúng hai phải đồng thuận cái cái viên bồi thẩm viên đó thì mới được ngồi lên cho để sự án đúng, đúng không và rồi? cái 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 lập luận của hai bên à, luật sư đó là tại vì phiên tòa đó một cái phiên tòa bên Hoa Kỳ nó qua nhiều thủ tục lắm, nó gọi là thủ tục vetting như thường thắng, yeah. tức là thủ lựa tục chọn. mà lựa chọn đó chứ không phải là đùng một cái như một người mà có cảm tính vô, ô tôi thích ông Trump là tôi được ngồi trong đó đâu, à. họ qua những cái thủ tục vetting là những cái thủ tục là liệu cái người bồi thẩm viên này có cái bias tức là có một cái uh, phần nào thiên vị về ông Trump hay không hoặc không thiên vị về ông Trump hay không yeah. và nếu họ có cái thiên vị đó thì liệu họ có thể bỏ qua những cái thiên vị đó và họ nghe theo những cái bằng chứng được đưa ra để họ quyết định có tội không có tội không là... có nghĩa là cái lập luận bảo rằng là bồi thẩm viên đoàn gì, đảng viên dân chủ không là hoàn toàn coi là vô lý hai và bên sai đều có mà. quyền lựa và ừ, mang mà... tôi... bởi vì cả hai đều phải đồng ý đúng không đúng cả hai bên công tố luật sư bào chữa đều phải có cái sự đồng thuận đây là cái panel những người bồi thẩm viên à. đang ngồi vào đây dạ cho dạ nên vâng. tôi không có chuyện mà rig the system hoặc là không có cái chuyện mà bảo là anh gian cái cái hệ thống À, hoặc là hệ thống này bị đặt nếu vậy thì tất cả những cái vụ án mà xử ở Hoa Kỳ đều là risk hay sao? Tại vì cái, cái hệ thống này nó áp dụng cho tất cả mọi người dân ở trên nước Mỹ. Và đã áp dụng trăm năm trên 25 năm nay là cái hệ thống về vấn đề bồi thẩm này nó có. À, và những cái chuyện này nó 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 có những quá khứ của Hoa Kỳ hồi trước đây cái chuyện nó xảy ra chứ phải không? Yeah. Chẳng hạn những cái thời điểm mà đàn bà không được nằm trong đó. Yeah. À, anh không bồi thẩm bồi thẩm đoàn không được cả anh không được là người da đen chẳng hạn như vậy vâng. những cái chuyện mà họ anh đùi hết người da đen ra nó có những cái chuyện đó chứ mày không nhưng mà cái hệ thống về bồi thẩm viên ngày hôm nay rất là khó mà để cho anh à, anh Giang anh Rick the System có trong trường hợp mà những cái phiên tòa mà sự của những tay anh chị mafia đó yeah. họ đi họ uy hiếp nhân chứng có họ. Yeah. họ cầm súng họ dí vào nhân chứng họ bảo may mà không trả lời theo kiểu này ngoài tòa đó là gia đình mà sẽ coi chừng đó là những anh chị mafia Dạ. có vấn đề mà mà hỗ trợ dạ, nhân chứng chứ không? Thế thì cái câu hỏi đặt ra là phía bên đảng cộng hòa đó cáo buộc rằng là cái uh, phiên là uh, ông Biden đã vũ khí hóa cơ quan FBI và cũng như bộ tư pháp để mà kết tội ông Trump, điều này theo anh nhận định thì sao? Chúng ta thấy ở đây đó là đây là cơ quan mà kết tội đó, mà cơ quan truy tố ông tổng thống Trump là cơ quan của một nước ở trong nước Mỹ, đó là, là một tiểu quan? Tư quan từ bang đây từ bang New York à. và chúng ta thấy là tiểu bang New York nó hoàn toàn độc lập với lại cơ quan bộ tư pháp của tiểu bang New York họ độc lập với lại cơ quan tư pháp của chính phủ liên bang hai cơ quan không có liên quan với nhau à. và cái người công tố viện của phía bên uh, New York là cái người mà truy tố ông cựu tổng thống Trump chứ không phải là bộ tư pháp của liên bang à. cho nên chúng ta thấy rõ ràng đây là lập của tiểu bang New York đưa ra sự ông Trump và bồi thẩm đoàn À, sự ông trump và ông trump cũng có cơ sở ở bên new york phải chứ đâu phải không đâu? Yeah. thì anh thua là bồi thẩm viên họ ngồi đó họ nghe lời khai của tất cả những bị à, phía bên bị cáo họ đưa ra phía bên nguyên cáo họ đưa ra và sau đó họ ngồi câu um, chuyện này đưa ra như vậy thì có phải là ông trump ông cố tình ông giấu giếm cái chuyện tiền bạc này hay là ông dùng cái tiền này chỉ là che giấu để bảo vệ hạnh phúc gia đình của ông hay là ông dùng cái tiền này để ông bảo vệ cho cuộc bầu cử của ông đừng có thêm tin tức nữa. Dạ vâng. À, đó là những cái, cái, cái giả thuyết và những cái bằng chứng mà người bồi thẩm viên họ nghe được hết rồi. Dạ vâng. Rồi quyết định là cuối cùng là như thế nào? Như vậy có nghĩa là trong đảng cộng hòa cũng có những cái luật sư, ngay cả luật sư bào chữa ông Trump, ngay cả bất cứ luật sư rất nhiều đảng cộng hòa. Tại sao đảng cộng hòa tuyên bố rằng đây là À, ông tổng thống Biden vũ khí hóa FBI và bộ tư pháp và trong khi ai cũng biết rằng là một tổng thống liên bang không có quyền kiểm soát những gì bên trong tiểu bang của một tiểu bang đó chẳng hạn như trong trường hợp là tiểu bang New York ông Biden ông không có quyền dính dáng vào trong những chuyện nội bộ của tiểu của tiểu bang New York ông không làm được anh đừng thắng ông và... làm được thì tại ông... sao đảng cộng hòa lại vẫn cứ cáo buộc như vậy có nghĩa là đảng cộng hòa vẫn tin rằng cái hệ thống bộ tư pháp Thế... Hoa Kỳ như anh như anh vừa trình bày đó là hai năm qua là nên cần phải bỏ tủ rác sau khi kết tội ông Trump đúng rồi và cái đó là cái chuyện mà thường thường ông cựu tổng thống Trump ông hay nói tại vì anh thua anh nói mà được là vua thua là vua làm giặc à. trong vấn đề làm giặc ở đây thì anh ông biết là những cái chuyện mà ông phê bình đưa ra đó là có sai nữa đó cũng không ai kiểm chứng được là tại vì người ta người ta mê ông à. một số người họ vẫn là thần tượng hóa ông này yeah. anh đừng ngắt theo yeah. và chúng ta đặt ra cái, cái, cái vấn đề mà lý luận New York đó là một tiểu bang thiên về dân chủ anh yeah. đồng ý không dạ bây giờ giả sử như cái từ bản New York đi xác suất đó là 60 40 dạ yeah. là dân dân chủ và cộng hòa dạ yeah. thì trong số 12 người bồi thẩm đó thường thường á cái xác suất mà 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 bồi thẩm á, của đảng cộng hòa cũng như Đảng dân chủ nó theo cái xu hướng là statistic tức là vấn đề mà thống kê okay. phân số thống kê đó yeah. là 40 60 yeah. thì trong 12 người đó 40% là cộng hòa, 60% dân chủ. Yeah. Chẳng lẽ 40% mấy người cộng hòa đó họ họ đều nghĩ là ông trump à, họ đúng là họ bị bên ông trump chứ đúng không? đúng cộng hòa mà yeah, yeah. nhưng mà thế thì họ vẫn nghe thấy câu chuyện và họ vẫn tiếp tục và cuối cuối cùng họ luận tội và cho là ông này có tội có tội là tại vì họ nghe bằng chứng yeah. và phía bên những người cộng hòa này cũng được vetting tức là được chọn lựa bởi chính cái tập đoàn luật sư của ông trump rồi yeah. để họ được ngồi vào đó rồi yeah. Cho nên cái chuyện mà rig the system tức là ăn gian cái hệ thống hoặc là đổi hoán hệ thống hoặc là có cái sự ảnh hưởng của hệ thống này vô nó không có, nó cái không tuyên truyền, nó không chỉ là tuyên truyền thôi, nó không hiện hữu được. Nhưng mà ông này là ông bị thua, yeah. thì cái người thua bây giờ trong vấn đề chính trị đó, thì họ bảo dẫn này lên, à. mấy anh anh Gian, à. anh Gian chỗ nào, ông đâu có nói anh Gian chỗ nào đâu anh nói đâu? Nó bảo cái hệ thống của Hoa Kỳ về vấn đề bồi thường đoàn nó bị hư, à. À, nó bị rick. Nếu mà ông nói như vậy thì nó rick, tức là hoàn toàn tất cả những người mà bị án hình sự ở Hoa Kỳ đều bị rick. Trước đấy. kia, yeah. trước kia đều bị đều gọi như là bị một cái bản án không công bằng. Dạ vâng sau khi mà bị tuyên bố là có tội như thế thì đảng cộng hòa cả đảng cộng hòa tất cả các nhà lập pháp từ thượng viện đến tiểu đến hạ viện của đảng cộng hòa đều xếp hàng đứng đằng sau ông trump để tuyên bố rằng là bản án này coi như là bộ tư pháp fbi đã bị gian lận này nọ cùng lúc đó thì ngày 13 tháng 6 tới đây thì ông chủ tịch hạ viện của hoa kỳ là mike johnson sẽ mời ông netanyahu là thủ tướng của do thái đến để mà nói chuyện trước lưỡng viện quốc hội Ông Netanyahu hiện tại đang bị tòa án hình sự ICC truy tố và ra lệnh truy nã và bắt giữ về cái tội mà cái tội là diệt chủng ở tại Gaza. Thì câu hỏi đại, đặt ra là tại sao Đảng Cộng hòa luôn luôn sắp hàng đằng sau những kẻ mà bị bị tội và bị lên án và bị thế giới như thế này? Thì, thì vấn đề đặt ra anh nghĩ sao? Đây là một cái chuyện mà vấn đề chính trị đừng thắng thầy mua bầu cử thì anh cần phiếu cái vấn đề của vấn đề là vấn đề bên, đạo đức ở đâu vấn đề giữa mà đạo đức và cái lá phiếu cái nào quan trọng không? Và, và vấn đề là bây giờ họ phải quan trọng nhất là vấn đề lá phiếu thì có thể sắp thử mua bầu cử à. nhưng đạo đức thì bỏ bên tại vì họ biết rằng đó những người mà ủng hộ với chính sách cho thái rất, rất là nhiều và phía bên mà ủng hộ những người palestine đó, cũng khá nhiều chứ mày không bây giờ mới mới đưa ra thôi yeah. nhưng mà những người ủng hộ mà phía bên mà palestine đó, họ bị có một cái thì thắng anh thắng nếu đừng thắng coi một số um, uh, một cái website của sinh viên đó yeah. họ đưa ra đó thì cái cơ quan của phía bên kia có một số cơ quan đó à, về vấn đề mà hình dung đó họ không có tôn trọng sự hiện hữu người do thái họ Đúng. nói là cái sự hiện hữu người do thái là không có quyền yeah. cái đó là cái mà tôi nghĩ là nó làm phần nào mà phía bên chống lại do thái đó bị yếu đi dạ yeah. dạ yeah, vâng dạ yeah, vâng thì đó là cái uh, câu hỏi liên quan đến cái việc mà tại sao đại Cộng hòa đứng đằng sau những kẻ mà đang bị truy tố và có tội vâng trước khi trở lại bà vâng Bài luận tin tức từ tháng 6 mời quý gia theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình à, SPTN chúng tôi trở lại bây giờ là. vâng vừa rồi là phần thông tin trong bài đại trường hành SBTN. sau đây thì sẽ được trở lại buổi nói chuyện với à, à, luật sư Đỗ Phủ à, qua đó là cái vấn đề liên quan đến tình hình của Hoa Kỳ bây giờ chúng ta trở lại một cái tình hình với Việt Nam chúng ta biết trong thời gian vừa qua gần một tháng nay thì có một cái hiện tượng về cái về về nhà sư thích Minh Tuệ đi bộ từ Bắc tới Nam hành khất và đi chân không thì cái vụ này nó nổ rất lớn ở trên các hệ thống mạng xã hội kể cả YouTube rồi Facebook và ngay tại Việt Nam thì một số người cũng đã chạy theo thượng tọa thích Minh Tuệ và coi như là uh, cạo đầu đi tu và đi theo đi theo thầy thích Minh Tuệ thì vào ngày hôm thứ ba thì công an đã ra lệnh bắt uh, thích uh, một số người đi theo thượng, uh, ông thích Minh Tuệ và ngay cả thích Minh Tuệ thì yêu cầu ông này phải nghe là ngừng không có đi hành khất uh, một cách tự nguyện như vậy ông ông thích là ông đi hành khách, không? ông hành khách, hành, khách. hành khách, tức là ông chỉ có một cái uh, cái lon để đi xin ăn. Yeah. Và ông đi bộ từ nơi này tới nơi kia đểm khách thực. Yeah. Chúng ta cũng chưa nghe ông giảng đạo, ông bảo là tôi là đại diện cho một uh, cái tổ chức, một uh, phật giáo của tín đồ phật giáo của chùa nào, của nơi nào để yeah. ông giảng đạo và ông, ông dạ, chỉ ông. đi anh chỉ thực đi thôi. thôi. Ông ngày trước thì theo, theo theo một số cái tượng thuật nói rằng là ông có vào tu một số cái chùa quốc gia sau ông bỏ đi và ông đi một mình không có theo cái hệ thống quốc doanh nữa nhưng mà cái vấn đề đặt ra chỗ này nè là cái việc ông làm đó không có gì đã khác với những nhà sư khất thực ở miến điện ở ấn độ chắc anh tới miến điện và ấn độ anh đã thấy những nơi đó có những nhà sư đi hành khách rất là nhiều và các một cái giáo phái họ đi hành khách luôn dạ vâng dạ vâng họ đi ngay cả ở đây cũng hành khất nhưng mà nó hành khách khác à. ở đây một số các nhà sư hành khất ở ngay khu phố bô Gia. không phải xin thực phẩm để ăn anh, anh cho họ cầm cái bình bát nhá anh bỏ đồ ăn vô họ từ chối xin tiền thôi. Đúng rồi, họ không có xin đồ ăn. Ông họ không. xin đồ ăn. Ông này không xin đồ ăn. À, cái lý do ở đây á, nó họ xin tiền đó thì nhiều lý do khác nhau. Tôi sẽ xin miễn nói ở đây. Bởi vì ông nhờ người khác bảo lãnh nó qua đây. thì vì ông dùng tiền đó ông trả lại cho người khác. Đó là cái lý do tại sao xin tiền mà không xin đồ ăn. Cho nên cái người qua này họ mất cái niềm tin vào trong một số người các cái các, các, các những người mà đi hành khách đó, đi hành khách ở đây. Bên Việt Nam cũng vậy, người Việt Nam mình mất niềm tin vào trong hệ thống tôn giáo quốc doanh mất niềm tin vào chế độ chính trị mất niềm tin vào vấn đề kinh tế cho nên rất dễ bị kích động khi mà các ông thích minh tội này được các youtuber nâng lên và đưa lên youtube thì ao ao tất cả kích động mọi người đi theo nhưng mà đối với cộng sản đó nếu anh là tâm điểm của sự tập trung của quần chúng là nó diệt ngay lập tức đúng và ông thích minh tội là ông không nhận tiền dạ. Yeah. theo như như những cái 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 mạng xã hội đưa lên thì ông không nhận tiền và ông chỉ nhận đồ ăn thôi Dạ. Yeah. Và coi như là người chứng minh là cái người này là người chúng ông tôi không không bị suy đạo bằng tiền bạc và tôi giống như là cái tư cách của nhà Phật đó. Dạ yeah, vâng. Thì người ta ngưỡng mộ người ta đi theo. Yeah. Tức là người dân họ ngưỡng mộ rồi và có những ông sư khác họ ngưỡng mộ họ đi theo để coi thử ông này như thế nào. Thì tức là tức là những người đó họ mất niềm tin vào cái giáo hội cũng nghe là cái cái, cái cái là cái tất cả những gì kiểm soát của quốc doanh của cộng sản việt nam từ phi phật giáo cho đến những cái phật Nhưng giáo mà, còn hòa hảo cái chứ. này tôi nghĩ là à, người là cái này nỗi nỗi lo sợ của anh cộng sản việt nam đó mà thấy á là tại vì anh cộng sản việt nam muốn là phải nghe lời các hoạt động của phật giáo thống nhất của phía bên việt nam phía bên quốc doanh đúng của quốc yeah. doanh và của chính phủ cộng sản việt nam dạ đúng họ mới cho phép anh dám cãi lời tôi bạn đi hành khách đúng từ là ngoài Bắc vậy. bộ nam mà yeah. anh chỉ xin có đồ ăn thôi mà, mà anh không nghe lời tụi tôi không ghi, ghi, ghi danh nữa không, không ghi, ghi danh ký. Không ghi, thứ nhất không ghi danh mà anh lại thu nghe là anh được có cái sức hút của quần chúng nhờ cái mạng xã hội như thế thì có nghĩa là tôi phải triệt ngay lập tức là bởi vì tôi không muốn anh là tâm điểm của Như cái việc anh nhớ là trong quá khứ đó à, đạo cao đài nhá rồi đạo à, phật giáo hòa hảo nhá nó triệt hạ từ cái thời thập niên tám năm mươi anh nhớ mà đức huỳnh phú sổ bây giờ là vắng mặt à rồi tất cả, cả đà cũng bị triệt hạ không nó không có để cho một cái gì mà anh tập trung được một đám đông cả nếu không có sự kiểm soát bà của vậy, nó bởi vậy không có sự kiểm soát đó và ông thầy này ông ông ông, ông, ông thầy thích minh tuệ này đó ông không có chịu nghe lời cái vấn đề mà chi phối của cộng sản việt nam yeah. thì là ông bị để ý. và thì tôi đó... cứ để ý người ta đi theo đó yeah. là họ bắt động đó bắt thì bởi vậy cho nên chúng ta không lạ là là nếu chúng ta thấy những hình ảnh này hoặc là chúng ta biết là cái này thì cái chuyện bắt ông thích minh tuệ là chỉ là vấn đề thời gian thôi từ lúc mà bắt đầu nổ ra trên mạng xã hội tất cả mọi người đi theo ông là vấn đề bắt ông thích minh tuệ chỉ là vấn đề thời gian và đều đặc biệt là ngay cả những hải ngoại này nhiều người cũng đi theo hành khất cũng cạo đầu và đi như ông thích minh tuệ cái đó mình không 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 có bàn cãi nhưng điều đó chứng tỏ là gì sự ảnh hưởng đó có ảnh hưởng và sự mất niềm tin vào cái hệ thống gọi là tín ngưỡng ở ngoài, ngoại lớn như ở trong nước, đúng không? rồi vì mất niềm tin anh mới đi theo, cái chuyện đó chứ. hải đó sợ rằng có những vị mà đi tu mà đã lợi dụng cái danh nghĩa đi tu để họ lợi dụng cho vấn đề cá nhân của mình. Mà ở trong nước Việt Nam thì cũng có những sư quốc danh, rồi có những sư cũng lợi dụng rất là nhiều. Thì ít nhất là ông này, ông đưa ra một cái hình ảnh, tôi là Liêm Khiết và đây là tôi đi hưu khách thực của... và người ta tin vào cái hình ảnh đó. Thì bởi vậy cho nên ý tiền nó muốn nói là nếu anh thấy cái hình ảnh đó, nếu mà ở biên địa Ấn Độ thì cái chuyện bình thường đúng không ạ nhưng mà tại sao ở Việt Nam và ở hải ngoại này cái chuyện nó trở thành một cái chuyện sản, rất quan trọng cộng sản không cho phép dạ. Yeah. còn bên Hoa Kỳ là xứ tự do cho đúng. nên nó không có mà... phải là người Việt nhưng mà người xứ khác có đấy từng tháng dạ đồng ý ở bên Việt Nam ở bên Hoa Kỳ cũng vậy anh muốn thành lập một cái tổ chức về tôn giáo anh phải nộp đơn xin một cái non profit về tôn giáo để cho vấn đề anh có thể khai thuế và anh nhận được donation quyên góp của ba tánh đúng không đúng rồi. anh luật sư mà đúng không vậy thì bên Việt Nam nó cũng bắt anh là phải ghi danh với quốc danh bên Hoa Kỳ nó cũng bắt anh ghi danh như vậy nhưng nó khác nhau chỗ này bên Việt Nam á khi mà anh bắt anh ghi danh về cái tổ tổ chức tôn giáo nó kiểm soát anh từ tư tưởng hành động cho đến vấn đề tiền bạc đúng rồi và bên Hoa Kỳ đó bên thì... Hoa Kỳ á thì anh ghi danh á thì nó nó không kiểm soát tư tưởng anh nhưng nó bắt anh phải minh bạch về số tiền anh quyên được của bá tánh tức là mình phải khai thuế phải cái khai thuế anh 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 thâu được bao nhiêu và nó có những cái 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 à, à, trừ ra là anh được bao nhiêu tiền ông ông thầy này đó ông chỉ đi quyên góp đồ ăn à yeah. chứ không phải ông quyên góp tiền yeah. Cho nên công sản Việt Nam khó bắt ông lắm khó đông à, là đó. khó bắt nhưng, nhưng ông mà bắt ông định. ghi danh được về vấn đề mà anh không chịu ghi danh cho cái tôn giáo của anh đó họ có thể bắt vì lý do đó nhưng mà vì ổng là tâm điểm của cái vấn đề thu hút quần chúng đám đông cộng sản việt nam rất sợ cách mạng đám đông có thể nổi biến thành một cách mạng cách mạng màu gì đó không mình không biết và vậy là chính họ, vậy họ triệt và, ngay là họ triệt và họ họ kiếm cách để họ họ quy tội trong này hiện yeah. giờ đang làm chuyện đó đó yeah. và tôi nghĩ là người dân trong nước họ biết chứ mà không đâu và yeah. những người ủng hộ ông này là về vấn đề mà tội danh á Dạ. Uh, hiện giờ đó là rất là đông bình việt nam cho nên Cộng sản việt nam cũng chưa dám làm gì hôm nay chỉ dạ. bắt thôi dạ. chúng ta chưa biết những ngày tới là sẽ thả ra như thế nào và có những cái điều kiện gì hay không dạ vâng. và liệu họ có uy hiếp gia đình của ông thầy này hay không mình đừng... dạ vâng. thì chúng ta có để ý nhé trong cái thời gian vừa qua không phải chỉ riêng vụ uh, ông và uh, thầy thích Minh Tuệ mà tất cả những cái vụ khác chẳng hạn như tỉnh Thất bồng lai thì chẳng hạn mình lấy thí dụ như vậy đó tỉnh Thất bồng lai nè xảy ra rồi năm vị luật sư mà đấu tranh nhân dân quyền ở Việt Nam nhảy vào để mà để mà coi như binh vật cho tỉnh thất bồng lai cuối cùng thì ba vị trong năm vị luật sư đó đã định cư Hoa Kỳ vì tị nạn còn lại đó thì một số người trong tỉnh thất bồng lai thì vô tù mà lý do đó cộng sản Việt Nam đưa ra cái vụ mà tỉnh thất bồng lai đó lý do là bởi vì thứ nhất anh giả danh tôn giáo để anh quyên góp thứ hai là bắt cái tội ông ông một cái người cao niên lớn tuổi 93 tuổi về tội loạn luân cái chuyện nó lọt lên không chúng ta cũng biết nhưng mà đối với cộng sản khi mà anh đã lợi dụng cái hình ảnh tôn giáo để anh làm một cái hành động gì đó mà quy tụ quần chúng đó nó chọc anh ngay và họ ghép tội anh tức là dạ, kiếm những tội danh, dạ à, họ kiếm những tội danh để họ ghép cho anh và họ bắt anh vào tù để dạ. anh đừng có đi đừng có đừng đừng có tụ họp quần chúng nữa dạ. trong trường hợp của ông thầy thích minh thoại tại vì ông đi ông không kêu gọi Dạ. Mà tứ đông người ta đi theo Được, ông cái đúng, đó là cái đúng. cộng sản nó ngại nhất đó dạ. anh cộng sản rất ưu là ngại chuyện đó dạ. đây là cái chuyện mà không phải là chúng tôi kêu gọi và ông kêu gọi nhưng tứ đông người ta đi theo và cái tứ phát đó là cái anh cộng sản rất là sợ và anh phải chặt lên trong dạ. cái ngồi nó mà vừa mới, mới mới bắt đầu mà nảy mầm lên thôi dạ vâng trong cái vụ tỉnh thức bỗng lái nó còn có một cái này đó, thưa anh thưa luật sư Đỗ Phủ thưa quý giả của Speed nếu chúng ta coi lại những cái video ngày trước của tỉnh thức bỗng lai thì chúng ta thấy có những trẻ em á bốn, à, khoảng chừng 12 tuổi trở lại Nhảy những cái điệu múa rất là hay, rất là đẹp uh, Trên Youtube uh, Kiếm được các triệu view Có những cái triệu view đi theo Mà khi mà chúng ta biết là lên Youtube như vậy đó Thì có quảng cáo họ rất là, được rất là nhiều tiền Hai câu hỏi đặt ra là Và những người trong tỉnh thất bộng lai Họ rất là hãnh diện về cái việc Mà Youtube đã trao cho họ một cái gọi là Cái bằng silver bạc đó là những người có được có view nhiều nhất Cái vấn đề tiền bạc họ nhận được bao nhiêu Chúng ta không rõ qua những quảng cáo trên youtube nhưng có hai câu hỏi đặt ra nếu mà anh ở bên mỹ đó và các em đó là vị thành niên đó thì tiền các thâu được từ những cái youtube đó đó là phải của các em đúng rồi mà mà do mà phải lập ra một cái quỹ cái quỹ đó kiểm soát bởi tòa án cho đến khi các em 15 tuổi 18 tuổi thì mới được trả cái số tiền đó đúng không ạ à? đúng rồi theo luật mỹ đó theo luật mỹ còn nếu theo luật việt nam trong trường hợp này đó khác sao thì chúng ta không biết luật Việt Nam gì nhưng mà chúng ta biết chắc là số tiền nó chạy qua túi những cái người mà đang huấn luyện các em nó nhảy những cái điệu múa như thế đúng là và luật Việt Nam họ có những cái chuyện mà khác với lại luật ở bên Mỹ đó họ cho phép ai kiểm soát tiền của các em đó mình không biết cái đó mình không biết nhưng mà một điều rất rõ là tại sao ở cái tuổi đó các em không đi học không làm gì mà lại được cạo đầu mà để những cái chỏm tóc như là như là trường hợp mà giống như là hoặc mò đó anh anh nhớ Đúng là rồi, các chú tiểu á một là chú tiểu với hai là, cái gì, ở trong thằng bờm mình, thằng <laughs> bờm đó giống như vậy để chi vậy để kiếm tiền ừ. cái câu hỏi đặt ra là với tất cả như vậy mình đặt ngược câu hỏi lại vậy thì cái câu hỏi đặt ra là khi nó chộp cộng sản việt nam chộp tỉnh thất bụng lai phải chăng họ chộp vì nhiều lý do khác nhau có thể là có cái lý do mà trong vấn đề có vấn đề tiền bạc cái trong cái dài lắm dễ bị dài lắm. dễ bị anh cộng sản anh uh và cũng có thể là trong đó có một phần nào đúng là tại vì họ lấy tiền của các em mà dạ. không có minh bạch các em mình không biết đó, là mình không biết đó, mình chỉ đoạn nhìn đoạn quan đoạn sát bên ngoài thôi đó là, đó đoạn là đoạn cái vấn đề luật của của Việt Nam đưa ra nhưng mà khi mà chúng ta nói đến chuyện mà đông người đi theo là anh cộng sản chặt chặt liền dạ vâng quá khứ đã thấy rồi từ Phật giáo hòa hảo nhá, rồi cao đài nhá, tất cả những tôn giáo đó đã đã bị chặt từ hồi thập niên 50 chứ khi mà, mà đang còn chứ tiên. không phải tới bây giờ cho nên chúng ta không ngạc nhiên thầy thích minh tuệ là đã bị công an bắt mặc dù nhiều cái chính cá nhân tại rất là chị muốn để yên tôi thần thân tôi yên tôi đi tôi đi tu à nhưng mà chuyện nó không xảy ra dưới chế độ cộng sản tính tưởng không dạ một lần nữa từng đăng xin cảm ơn luật sư đỗ phủ xin cảm ơn quý giả của spt và xin hẹn quý gia vào à, tuần tới trong à, cũng trong chương trình bình luận tiếp tức của spt